bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Thân mang bệnh khổ bởi duyên nào? Trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo thuộc Tổng hội Pháp Giới Phật Giáo đã tổ chức một chuyến hoàng dương Phật Pháp tại vùng Đông Nam Á Châu. Trước khi đi, tôi đã biết trước chúng ta sẽ gặp một số trở ngại, bởi bất luận đi chỗ nào hoàng pháp, tôi cũng đều gặp những cản trở và sự đố kỵ. Tại sao vậy? Bởi tôi quá trực tính, tôi không chịu ai vua theo mọi người, do đó mà họ sanh tâm đố kỵ. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng ta không thể thắng được chánh, loài ngu quỷ, tà thần không có cách gì phá hại được tôi. Tôi tin tưởng rằng chư Phật và Bồ Tát luôn hộ trì pháp của tôi. Ở mọi nơi tôi đến, tuy tôi gặp nhiều trở ngại, nhưng chúng chẳng có tác dụng chi và cũng không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Chuyện dữ đi hóa lành, nơi nào cũng được bình an vô sự, đó chính là do chư Phật và Bồ Tát đã gia hộ. Ở bất cứ địa phương nào tôi đặt chân đến, mỗi ngày đều có những người đau bệnh đến xin được cứu chữa. Mang bệnh là do tạo tội nghiệp trong kiếp quá khứ, nếu không như thế, đương sự tất không bị quái bệnh. Những người đến kiếm tôi đều mang những chứng bệnh kỳ quái, Tây y và Đông y đều phải bó tay, không có cách chi chữa trị. Đa số những người mang quái bệnh nơi thân là do trong kiếp quá khứ đã ham lợi dụng người khác mà không muốn bị thua thiệt, hoặc giả họ là những người bõn xẻn, keo kiệt, không muốn mất một xu tiền, không chịu cứu tế giúp đỡ người nghèo, chỉ nghĩ về mình, không biết để ý tới ai khác. Luôn ích kỷ tự lợi, thấy lợi thì quên điều nghĩa, do đó càng ngày họ càng tạo thêm nghiệp chướng, nên cuối cùng mới mắc phải những chứng bệnh lạ trong kiếp này. Nhiễm phải quái bệnh còn phải kể thêm những ai đã hủy bán tam bảo trong kiếp trước. Thậm chí, hủy bán kinh điển Đại Thừa là một tội có thể khiến cho người ta bị đọa địa ngục, để chịu khổ mà khi ra khỏi địa ngục, thì chuyển làm kiếp súc sanh, chim muông hay thú vật. Tới khi chúng sanh đó được lên làm người thì sáu căn không được toàn vẹn, hoặc bị khuyết tật, hoặc bị mù mắt, bị điếc tai, bị câm hay ngọng, chẳng đi khắp cảnh, vân vân. Tóm lại, làm người thân không được trọn vẹn. Nguyên do bởi kiếp trước, họ đã tạo nghiệp ác, nên kiếp này phải chịu quả báo. Gặp quả báo như vậy, lẽ ra họ phải dốc lòng sám hối và làm cho thật nhiều công đức mới đúng. Tiếc rằng không những họ không tỉnh ngộ, mà còn coi tiền tài quý hơn thân mạng, lại còn muốn lợi dụng cả xuất gia này nữa. Họ cầu tôi chữa bệnh, không muốn mất tiền, lại muốn hết bệnh. Khi khỏi được bệnh, họ làm ra vẻ hào hiệp, đưa một phong bì đỏ để cúng dường. Tuy nhiên, trong bao chỉ có 1 đồng, 2 đồng, cho đến 5 đồng là cùng, tiền tặng Gia Ba hay Mã Lai Á. Nghiệp chướng của họ nặng nề như vậy mà còn tính chuyện lợi dụng người khác. Thật đáng thương thay. Tại sao tôi lại kể những chuyện này với quý vị? Vì tôi muốn quý vị đề cao cảnh giác, cần phải cẩn thận. Quý vị chớ có tạo ác nghiệp, chớ phi bán tam bảo và kinh điển Đại Thừa. Đừng chấp chứa ngờ vực để rồi không chịu tu hành. Không được nói lời dối trá để gạt gẫm người ác. Nếu như quý vị tạo ra những loại ác nghiệp như vậy, thì trong tương lai chắc chắn sẽ bị đọa địa ngục. Tới lúc đó thì dầu sư phụ có muốn cứu quý vị cũng đành chịu thua, không có cách gì giúp đỡ được. Tôi đã có lời nói trước như vậy, để sau này quý vị đừng có trách tôi không chịu cố vớ quý vị. Ha ha ha, 问什么的说